Trong vòng nửa tháng, Công an huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang liên tiếp phá hai vụ cướp gây rúng động cả miền quê. Vụ thứ nhất xảy ra vào khuya ngày 7 tháng 4 năm 2023. Vào khoảng 2 giờ sáng, anh Nguyễn Minh Thương cùng mẹ là bà Trần Thị Liếu ở xã Thành Đông, huyện Tân Hiệp đang đứng đón xe trên quốc lộ 80 đi thành phố Hồ Chí Minh, đoạn thuộc khu phố B thị trấn Tân Hiệp thì bị 5 người đi trên hai xe máy tiếp cận. Nhóm này đã dùng hung khí khống chế cướp một số tài sản gồm một điện thoại di động iPhone 13 Pro Max, một túi sách bên trong có 3,5 triệu đồng, một đồng hồ đeo tay và một số giấy tờ tùy thân khác. Sau khi gây án, cả nhóm nhanh chóng lên xe chạy thoát. Nhận được tin báo, Thượng tá Nguyễn Gia Đủ, trưởng Công an huyện Tân Hiệp đã chỉ đạo lực lượng trinh sát, đội cảnh sát hình sự Công an huyện phá án. Sau 42 giờ gây án, cả 5 người trong nhóm đã bị công an bắt khi đang vui chơi ở xã Tân Hội. Hung khí công an thu giữ gồm 5 cây dao tự chế, trong đó có 3 cây tang vật. Ngoài ra, công an còn thu giữ một số vật chứng như túi sách, điện thoại và hai xe máy mà nhóm đã sử dụng để gây án. Riêng số tiền 3,5 triệu đồng, chúng phát mỗi tên 500.000 đồng. Số còn lại mua mồi nhậu chung. Năm tên bị bắt là Nguyễn Vũ Phương, 18 tuổi, Đinh Văn Hoài Linh, 18 tuổi, Trần Văn Định, 15 tuổi, Nguyễn Đức Sáng, 16 tuổi, cùng ở xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp, và Dương Văn Duy, 19 tuổi, ở xã Nam Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. Vụ thứ hai xảy ra vào khuya ngày 17 tháng 4. Nạn nhân là Trần Văn Bảo, sinh năm 2006, ngụ xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, đã đến công an xã Tân An, huyện Tân Hiệp báo tin về việc vừa bị 4 đối tượng dùng hung khí khống chế cướp chiếc xe máy Sirius. Chiều ngày 18 tháng 4, khi đang đi điều tra hiện trường, Thượng tá Nguyễn Văn Đủ, trưởng Công an huyện Tân Hiệp phát hiện có một nhóm đối tượng có dấu hiệu khả nghi đang điều khiển xe máy chạy về hướng thành phố Rạch Giá, Kiên Giang, nên đồng chí Đủ và các trinh sát đã âm thầm bám theo. Đi khoảng 20 km thì các đối tượng trên ghé vào một quán nước ven đường. Lực lượng của đồng chí Đủ cũng ghé vào ngồi ở bàn bên cạnh. Trong lúc ngồi uống nước, đồng chí Đủ và các trinh sát đã nghe được chúng kể chuyện khoe về vụ cướp vừa xảy ra. Ngay lập tức, trưởng công an huyện cùng lực lượng trinh sát liền áp sát khống chế bắt giữ các đối tượng, gồm có Nguyễn Văn Châu sinh năm 2006, Đặng Lâm Thế Hùng sinh năm 2007, Lê Viễn Kỳ sinh năm 2009 và Trần Minh Đăng sinh năm 2008 để điều tra hành vi cướp tài sản. Nhóm đối tượng còn khai nhận đã trộm 2 xe mô tô ở huyện Châu Thành và thành phố Rạch Giá. Công an huyện Tân Hiệp đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.